Mày lên hết chưa? Ui, lên hết. Mày đi đâu từ sáng giờ tao gọi mà không được ấy hả? Mấy hôm đi du lịch về ôi con này mày chúng mày không thèm đóng phim nào quậy. Đúng rồi. Cái tụi này là bây giờ nó đi du lịch về nó sướng thân cái này nó không thèm đóng phim này. Quậy má nhà em. Em. Má nhà em. Má nhà em. Gọi đi. Gọi cả ngày không được. Mãi không đến giờ chiều tối rồi tối rồi đi đóng phim gì nữa. Em bật đi bơi thôi. Cái gì mà không sao? Chúng mày lần sau nó cấm chỉ đi chơi tối cả. Đi muộn có một tí chứ mày, anh làm sao? Mày có tí gì mà cả mấy tiếng luôn. Bây giờ bây giờ vô rút của mày có muốn đóng phim nữa không? Không. Đóng phim không? Không. Chứ không đóng phim nó gì? Đóng phim cái gì chứ? Mày làm gì vậy? Ê, làm sao ấy? Hả? Ê! Mày làm gì ấy? Ê! Mày má nhà em làm sao vậy? Em làm trò giống, mày làm trò giống gì ấy? Ê! Ê! Em làm trò giống gì ấy? Làm gì đâu tao? Chú mình có làm gì nữa? Của là chú, của là ơi! Ê! Ê chị! Sao chú lại giao chào? Đi không đóng mua đây của là! Ê! Chú không đóng tiền à? Của áo đây! Nát bên cái áo rồi! Ôi! Chú mình làm cho gì đây? Ôi ôi! Cái tật của tao! Của là! Ôi! Bọn này láo gì? Láo tao làm nè! Ôi! Chú mày không đóng tiền nữa phải không? Chúng mày không muốn đóng phim nữa à? Nạp biết đi quần áo rồi còn đâu mà đóng phim nữa. Trời ơi. Cô em làm sao đấy? Hả? Chị em bạn anh. Tại sao bọn em bị sao đấy? Anh Phai em bị sao đấy? Mày. Mày làm gì mà nạp tao? Ôi bây giờ sao bây giờ? Cô bọn em bị trúng virus zombie rồi bọn này bị dở rồi. Nhiều không? Bốn phần không áo. Áo đâu? Chú làm cái gì đây? Hả? Ơ? Này nãy biết con áo rồi. Cái này là con áo mặc nữa. Bọn em đi sao đấy? Sao đâu? Bọn mày giấm à? Má nhà em. 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 Con này con đồ chó mày không? Đồ chó mày không? Mày ngồi hết vào, quanh tép vào. Chú Mick quanh tép vào. Có phải mày chỉ điểm không? Không phải. Mày bảo mọi người á? Bọn em làm trò giống gì chú và đồ chó, chú lớn già đầu thế này. Mấy đời người yêu rồi. Chú làm ăn kiểu gì mà bây giờ chú lớn rồi mà chú không bảo nó, chú lại đi xé theo bọn nó nữa à? Bọn này nó bỏ cứ lên xé đi hay lắm. Bây giờ cũng đóng phim à? Bây giờ xé quá của chú đi á. Xé đi không cần đóng nữa. Bây giờ gì vậy? Ôi mọi người làm sao thế bảy ơi? Hôm nay em bị chập mạch à bảy? Ơi, chúng mày chập mạch à? Hả? Xé đi cho anh muốn mặc thường phục tốt. Bảy hôm nay em bị giờ hơi à? Bảy đi kìa. Bảy cái hình ảnh của người ta như thế chúng mày xé đi à? Anh đốn ơi! Anh đốn ơi! Ông bọn này bị sao ấy? Chúng mày xé quần áo tao đi bây à? Anh ba! Ơi, bây giờ mọi người. Chú Minh ơi, chú Minh chú già đầu ấy mà chú bây giờ chú như con thằng trẻ trâu ấy đây. Này, các bạn bố là cái áo của anh bốn đấy, xé ra tặng cho mỗi người máy, xé ra. Này, cháu của chú này, chú vô duyên vừa ấy tụi bây giờ này. Cái này cháu không có tiền để mà mua quần áo đâu. Vấn đề đặt cái áo này đặt ở bên Mỹ bây giờ đặt không phải là một phát đặt được luôn. Vậy thì làm sao? Lại cùng kệ. Má nhà em. Này, bây giờ mặc quần áo vậy thì biết làm sao phân biệt làm sao ra 404 đây là 505 sau quần áo. 404 áo đẹp. Ê, tôi không muốn áo đen này, áo đen lỏ rồi. Mọi người thật sự. Chúng mày bây giờ nói không nghe à? Vì sao vậy? Gọi đi đóng phim thì không đi. Này, đến đây mà xéo áo tao à? Bởi em bị làm sao ấy? Hả? Chúng mày bị làm sao ấy? Bởi em không muốn đóng phim đây. Chúng mày không muốn đóng phim nữa phải không? Đúng rồi. Chúng mày nhớ mà tao bây giờ cút xéo luôn. Không chơi với mày nữa. Ê! Này! Chúng mày không đóng phim nữa nhá, thì chúng mày cũng đừng có mà xé quần áo vào tao. Mày thích đỡ cho bọn mày thích ngang ở đây à? Ai bảo mày làm ăn trò trống này đấy? Hả? Ai bảo mày... Ý đâu? Mày ném vào mắt anh mày rồi. Im mồm! Im mồm má nhà em. Bao nhiêu tiền một bộ ấy à? Xếp hàng nó vào. Đồng tiền xếp hàng nó vào đã.
xếp hàng vào. Test vừa rồi nhá. Không đóng phim nữa thì để quần áo ra tôi. Xếp hàng vào. Một bình anh này không sao được. Xếp hàng vào. Xếp hàng vào, im mồm hết lại. Im mồm hết lại, ông nhìn thấy gì đây à? Đây. Cái gì anh? Đây cũng có một tí quà. Ôi trời ơi, cái mực gì bẩn lắm. Má nhà em chứ. Này cái mũ vầy cái này còn cái gì đây. Bây giờ đi này, đấy nè. Nào, anh Bốn cầm máy này ra giải cái vụ này nhá. Ấy mày gì? Hôm nay là cameraman là nó ra hồ nhá. Nó có một cái. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra. Không sợ. Nhưng mà cái mực này vẫn đi rồi. Không giải quyết được cái việc gì cả. Không phải cái chùi của mày đâu. Này. Bây giờ mày lại trò đùa đấy nhá. Bây giờ thằng nào mà còn nói nữa mà anh xem làm chuyện anh này. Ra khỏi cổng. Ai chủ mưu xe? Đây, thằng Sáu ấy. Mày thích nhờn nhờn không? Ai? Chú Mích hả? Có phải chú Mích không? Đứa nào chủ mưu? Ông nào chủ mưu? Bà nào chủ mưu? Bảo ghi phải không? Có phải không? Vấn đề bây giờ mọi người biết không? Đứng yên, xếp hàng yên. Xếp hàng đứng yên. Ai có lỗi thì tự đứng lên, tự giác nhận. Đấy yên, không phải cấm được ai nói nó một vả. Không được chơi. Vấn đề là bây giờ cái mặt nạ này mua ở bên Mỹ. Trang phục các thứ là đặt vẫn rất là nhiều thời gian, như là tiền bạc thì mới bạn được cái bộ quần áo này về. Bây giờ là tại sao mọi người lại, đây là có kế hoạch, có tổ chức để mà phá hoại rồi. Chứ không phải là tự nhiên mọi người đến mọi người phá như này rồi. Của anh gì? Đây. Có phải em không? Vậy là ai? Em nói ra. Em là em của anh, em phải nói ra. Em có đứng lại không? Em có nói không? Đứa nào? Nói ra. Đứa nào? Đứa nào là đứa chủ mưu? Mày sao kiểu gì đây? Con này đi đâu chưa? Chỉ có mày thôi em ạ. Chúng ra đầu, ra đầu rồi mà chú ấy lại đi làm ăn vậy à? Này, chỉ có mày báo là như thế thôi nhá. Bây giờ này, như này này. Này, im. Để anh buộc tội mày chứ mày không có quyền. Mày không có quyền lên tiếng. Ấy gì? Ấy gì? Này, chỉ có mày báo thôi nhá. Mày báo hơi bị lắm rồi. Cho đi chơi về cho mọi cái này làng nhằng vậy à? Đó, đóng phim mày không đóng. Này, đứng yên lại. Chui vào nhà. Má là cái em chứ. Này, đứng yên xếp hàng vào. Đau nói rồi. Đứa nào chú mêu? Ông nào chú đi với bà nào chú mêu? Chủ mưu phải không? Có phải mày chủ mưu không? Hả? Húc Huy, mày chủ mưu phải không? Có phải không? Hả? À, khai mau. Húc Huy khai. Bắt mày đem về. Chủ mưu không? Bắt Húc Huy này chứ. Này, có ai? Tốt nhất là bây giờ chạy ra. Mày có phải không Sáu? Mày chủ mưu mày phá không? Ai? Mày chỉ đây chỉ ai? À, thằng Sĩ Bay. Nhưng mà nghĩ là thằng Sĩ Bay không có ra gan làm đâu. Đúng rồi, em làm cũng ra gan.
Đây nghi nhất là con ốc ghi mới lại con alpha kia mới lại chú Mích San. Chỉ yêu nó quá rồi. Em, mày có thích phá không? Mày thích xé quần áo của anh em phải không? Không phải cho mày thì cho ai? Anh làm sao? Hả? Anh làm sao? Anh bố con xem xé rồi. Hả? Mày thích đá không? Anh còn không có quần áo mặc mày mày bố anh xé à? Mày thích đá không? Thằng kháu này. Lão tiết. Bây giờ vấn đề như này này mọi người ơi. Kinh tế khó khăn khủng hoảng tài chính rồi. Đứa thằng xé. Sao nó bắt con kia? Thế giọt vỏ đó. Cái gì? Im mồm lại đi. Cô này đấy. Cái gì mà camera bổ xé? Không bao giờ nhận lỗi đâu. Này. Bây giờ vấn đề như này này. Không có áo, không có trang phục mà mọi người làm ăn trò chống này đấy. Đuổi tất cả mọi người ra khỏi team. Anh em mình. Em quay với bà. Cút. Xéo. Cút hết. Cút hết. Án phá nó cút hết ra khỏi nhà luôn. Rồi team ra ngoài hết. Xéo ta như thế này chúng mày xé nát biết là vậy à? Chúng ta lại phải câu lại à? Không có tiền anh bố này không có tiền mà câu lại được rồi này. Vậy vẫn chưa nhận biết được ra là 4-4. Cái mũ của tao. Cái mũ của tao thôi, nặng biết ra được thế này là tội rất chưa. Mày vẫn cố xía à? Mẹ biết bao tiền một cái mũ này không? 300.000 đấy. 300.000 một cái mũ này đấy. Bọn này nó nói như kiểu, nó không quan tâm. Mày không nghe, chứ mày không hiểu à? Bọn mày mà không quan tâm là cái mũ bao tiền à? 300.000 một cái mũ ở đây giờ thì sao? Bây giờ 300.000 ai đưa đền? Đưa là đền, tầm quá, về tiền cho tao. Alpha, chú chi. Ôi trời, Tam. Sao? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Hả? Đây, có đây này. Xía. Mọi người làm như kiểu mọi người. Này, mọi người. Làm mọi người làm như kiểu là câu chuyện mọi người đùa cợt được cái đơn giản. Đùa mày à? Thằng này lớn đầu mà không biết bố nó à? Nó biết gì đâu. Mày, à mày, cô đấy, mày cũng xía đấy. Mày cũng xé đấy. Tao đâu. Đâu? Đây bóng chính đâu? Đâu? Đây bóng chính này rồi, em mày xé nhá. Không có. Chẳng có ai thấy cả. Hôm vừa rồi. Bảy mẹ cha nó bầu nhau. Ơi, đúng rồi. Đây đi. Mày lai đứa chúng mày không? Đứa này khoảng đâu em mày. Hôm trước. Hôm trước mày biết đấy. Hai đứa mày là cây gần tầng 4 mua trước tầng 4 kích đều mày mới xé đồ đó. Này, đừng cậy lắm tiền, đừng cậy lắm tiền mà bây giờ quay ra phá hoại của người khác. Không có chịu đâu. Nhà mày là tỷ phú đấy mà mày. Đừng có được vậy nhá. Chưa chắc mày mua bộ áo của tao đâu. Em mua được thừa. Nhưng mà không phải tao. Vậy ai xé? Anh. Tao nhìn thấy mặt mày xé nhá. Mày cũng xé luôn. Đâu. À vậy thôi, anh bốn ạ. Này, bây giờ Caramaman và anh bốn không đóng phim với đội này nữa. Từ mặt bây giờ dỗi. Dỗi đi. Biến về đi. Anh mình dỗi đi, đi đâu bạn ạ? Đi chơi. Cút về. Dỗi anh bốn ạ. Dỗi. 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 Mày cút đi. Tao anh cũng dỗi cho mọi người xem. Dỗi. Dỗi. Tao không về nữa. Bây giờ tao đi làm nghề bụi. Dỗi luôn. Dỗi từ mặt mọi người luôn. Đi về cút chéo không chỉ cho ta. Dỗi đâu. Chúng mày đi ra đây làm gì? Chú đây làm gì? Dỗi. Léo tay à. Dỗi chéo. 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 Dỗi mày cút chéo hết đi. Mọi người im đây. Đi im chưa? Im hết mày. Anh chơi nhiều máu này. Anh nhổ mấy chỗ mày nha. Con đi cho đây nhiều máu này. Con kia mày làm trò gì vậy đó? Này nói thôi mọi người biết như này này. Bây giờ mày báo của tôi, phá của tôi.
Mọi người về nhà đi, không chơi mọi người đã dỗi luôn. Phút đi. Dỗi đi. Thôi bọn anh đi được, anh đi luôn đi. Đi đi. Đi về. Rỗi! Rỗi luôn! Bỏ ra! Bỏ ra! Chúng mày! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Mọi người bỏ bốn ra đi! Nó bắt gặp rồi! Ôi lào! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Bỏ ra! Ở đây làm cho chống gì vậy? Chú đi về đi. Chú về à? Chú ơi, chú đừng có ở chỗ cháu nữa. Cháu dỗi rồi, bây giờ chú xé cháu ra rồi. Cháu phải có gì đâu, mình người có làm gì. Quả ra. Đi về đi. Mày đi ra khỏi nhà đi. Dỗi gì tầm này. Bỏ ra. Thương nào. Bỏ ra. Bảy thương, bảy thương, bố ra, bảy thương, bố ra, mày đi về đi, thôi. Là sao mọi người vô duyên vậy bây giờ nhé, không còn quần áo không đóng phim nữa rồi. Này quần áo cho mày xé là mày được đóng phim gì nữa? Đóng làm sao phim nữa? Anh mặc mày phải đóng, anh mặc phải không đóng được mà. Vậy anh biết là bố đâu muốn? Biết mặt anh rồi. Biết mặt à? Biết mặt nhưng không người ta không nhận được. Thôi anh bốn rồi. Mình không là anh bốn thật thì mình anh làm anh bốn lỏ cũng được. Anh muốn lỏ vậy thì phải vớt vớt từ anh đi thôi. Anh lỏ, anh lỏ. Bốn sạn thôi. Bốn sạn lỏ. Bốn ra, chúng mày bốn ra. Anh Quảng Thanh như này nè. Cô bé Quảng Thanh xanh. Wow. Chúng mày cái này không phút biến đi lại còn nói là hạ tao à. Sao giờ? Con đi đâu mà. Thôi, anh bốn rồi, đi. Đi đi đi, bốn đi, chạy về chạy đi. Đi rồi, rồi 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 đi. Rồi. Rồi. Rồi, trêu cái gì mà trêu? Trêu mà xé đang biết đây đâu rồi à? Có ngay sinh nhật anh. Sao không lại chơi? Ôi dồi ôi. Này, anh bọn em... Đi, 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 đi thôi. Này, hôm nay sinh nhật anh bọn em phá của anh thôi. Vãi, vãi cả hai. Thôi đi đi. Bọn ra, bọn ra. Bọn ra. Trêu nhau tí. Này, trêu nhau á. Trêu cái gì mà? Đã biết cái quả áo tao đang ơi. 300 nghìn một cái mặt nạ. 300 nghìn cái áo là 600 nghìn. Một cái tất 150 triệu. Cái gì? Cái áo là 2 triệu. Ủa, mọi người mọi người trêu á. Ừ mọi người trêu. Đưa tiền đây giá tao. Trả ra đưa tiền cho anh đốn đi trả ra. Bây giờ mọi người trêu đùa một cách quá trớn rồi đấy. Cái này quần áo này. Không ghi nữa. Má anh em. Bây giờ làm sao để có tiền mà mua một cái mặt nạ mới. Hả? À. Thì bé bảy đưa mặt nạ cho anh bố là được. Đúng rồi. Vậy thì cũng vậy thì đứa nào thành bảy tao anh bảy à? Em tao tao lấy luôn mặt nạ. Cười à? Anh bố anh cười đấy. Bây giờ các anh bố nó rồi. Ăn ba ra, ăn ba ra làm chùm. Quả ra. Thế nhá, thôi nhá nhá. Anh ấy bảo em làm chùm. Chùm phải anh độ ấy mới làm chùm được. Cút về, cút vé đi. Cút vé đi. Cút vé đi. Nhà ông à? Về đi, anh về đi, em là anh bố mà. Anh bên bảo kê. Thế thôi, anh đừng nói nữa đâu, phải nhau im mồm đi. Mày mà làm hỏng áo, mặt nạ. Quả ra đi, đi về đi. Không. Chị em đang biết ra mà còn cái gì mà mặc nữa. Không mặc thì ai người ta chú biết chú ấy, chú cũng lớn rồi bà ơi, chú đi thông đồng bọn nó xé đồ phá đồ của anh bốn như thế thì cháu không biết là nghĩ sao. Cháu biết chú đi làm sao rồi, quên nhìn lớn tuổi rồi, mấy chục tuổi đầu rồi. Bữa nay nó cho ăn trà sữa nên là nó rủ tao đi xé, tao cứ đi thôi. Này mấy chục tuổi đầu rồi còn đi uống trà sữa nữa. Hả? Cái gì chẳng uống. Này, con này lớn bằng 1 mét rồi. Đâu, 9 mét. Nó lớn được 1 mét rồi, về ngoài đường vẫn cứ bắt người ta gọi là anh. Ừ, mà con đứa thì bắt con mình rồi, vẫn ngồi đó, phải gọi vào anh. Cháu hiểu trước rồi gì luôn. Quan ngại quá không dám nhận nữa. Chạy. Đấy, chú thấy chưa? Quan hơn xấu hổ quá hơn chui ra. Đấy. Chị cũng nhắc luôn. Đấy, bố vậy đấy. Mà cơ này còn thông đồng với nhau còn đi xe quần áo của cháu nữa. Nó vào ấy, không ý. Không ý. Lại hồn. Chịu phép thôi. Anh bốn ơi. Anh bốn. Thôi kệ nó đi bây giờ thì kệ nó đi sao. Chui tôi gần như con gì hết. Từ nãy giờ anh ơi em không chơi với mày đây, mày cút đi. Em lên nhà em thấy
đấy, mấy con cún nhà anh toàn rút vào đấy thôi. Anh kệ tao. Anh giống mấy con cún nhà mình á. Kệ tao, mày không phải chết thôi. Mày sẽ ăn quá tao, sẽ ăn mũ tao, sẽ đồ tao trong mặt cơ này mày đã được cười à? Em cho anh mặt nạ. Mặt nạ của mày tao không thèm. Mặt nạ mày yếu yếu ấy. Mặt nạ của em còn đẹp hơn của anh, mặt anh giống rồi ấy. Mà đánh quỷ. Mày cút đi. Vào đi chứ không ngồi đấy giống con cò. Mày không mày cái dối coi mày ai mày cười anh à. Im mồm đi anh Phao. Má nhà em, em làm sao đấy? Hư hỏng. Má nhà em. Má nhà anh. Mày ngang à? Chúng mày đi đi, chúng mày đi ra hết nhà. Con này đừng có bị vô duyên vô vô gì vừa thôi. Bỏ ra. Mày chọc khác gì mày chọc cái bãi đấy không? Mày chọc, tại sao mày chọc vì dùng cái cây mày chọc như thế? Mày em vô duyên mày, cút đi. Con cún nhà em nó, em mày đang bỏ anh nhá. Ờ, láo em vừa rồi nhá. À, cái vấn đề bây giờ bọn mày đi du lịch. Không phải nhân. Du lịch về bây giờ bọn mày bị lên trứng, bọn mày bị nhiễm phóng xạ, nhiễm bí. Không, mà đem treo một tí thôi mày. Treo gì mà treo? Treo mà đi. Treo gì mà cái này biết này. Láo rồi. Giấy rép rồi gì bắt các thứ rồi mày xé ra ở đâu nữa. Này bây giờ trở thành con người vô gia cư rồi. Vô quần áo rồi, vô quần áo nhầm. Tại sao mà mày không xé nốt cái bộ bên trong đi? Hay xé đây. Tại một cái suy nghĩ đây nữa. Anh ngủ. Anh ngủ ở đây xé nốt rồi. Bây giờ làm sao? Cút đi. Để anh bốn anh ấy bình tâm anh suy nghĩ lại. Anh ấy ngồi anh ấy trải qua cái cú sốc này. Anh ơi tịnh tâm đi anh. Tình tinh 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 tinh. Mày ra mày. Mày làm rồi nhớ mày đi không? Cút theo mày. Tinh 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 tinh. Ừ đủ mất hết lão ghét. Anh muốn. Mày anh tao chiều mày quá mày hư à? Anh nó chiều em đâu ấy, anh đã đánh. Làm sao anh bốn rồi? Rồi nhá. Bọn này nó vô duyên rồi đấy. Bọn mày hơi quá đáng em đấy. Cút đi. Bây giờ tao không chối mày á. Tao cấm chỉ xin tao gì cả. Đấy lại còn làm hỏng cái đá thôi đây. Người ta xây rồi sắp chết. Có phải mình phá đi à? Mày cưới gì anh phá? Anh ghé anh. Hả? Nhơn. Ôi, mày. Thôi. Mày. Mày làm sao đấy? Hỏi. Em thích cười. Anh Vân, anh bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi kệ tao. Như em bé. Còn hơn cả đứa em bé. Bỏ ra. Bỏ ra. Không đi. Gãy cây. Gãy cây. Gãy tay chứ không quên cây. Bỏ ra. Gãy cây đó hơn là gãy cây. Mày lại còn bẫy nữa à? Lão kết. Cút chéo, tao chứa mày á. Bọn mày vội đừng có hàm chêu anh bốn nữa. Mày cút đi. Mày vô chiến lắm rồi đấy, ăn pha mấy anh ạ. Đi đi. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ tao ra. Bỏ ra. Tao không chơi với chúng mày nữa. Mọi người đang cho chống gì đấy mọi người. Mày còn vô kéo tao này nữa à. Buồn. Buồn. Bỏ ra đây. Ôi lão ơi, ôi lão ơi, ôi lão ơi. Buồn. Buồn. Cái gì đây? Tao không đi với mày nữa. Anh phải đi. Không đi nữa. Không đi, phải đi. Cút xeo. Chúng mày xé quần áo tao ra rồi, cho mày chúng mày còn đòi đám cho gì nữa. Chúng mày xé nốt à. Ôi, mày định xé luôn cả mấy bộ này nữa, bộ quần áo đen nữa. Em vô duyên. Mày đi về đi. Nhà em đi. Mày cút xéo đi. Cút xéo ra khỏi nhà tao đi. Nhanh lên. Nhà anh ra đó. Bỏ ra. Bỏ ra đâu anh ơi ra đây. Bỏ ra. Ơi. Bỏ ra. Bỏ ra. Ôi nào ơi. Ôi nào ơi. Chúng nó bị tôi. Ôi. Bỏ ra. Chúng mày ra đây rồi. Ôi. Cái gì ấy mày. Chúng mày làm gì đây. Nào! Anh Bốn ơi! Anh Bốn mình chạy đi nào! Bốn ơi! Chuẩn bị xé nào! Bốn ơi! Bốn ơi! Được chưa? Bốn ơi! Tí ơi! Nào! Đừng nhìn chưa bỏ! Bốn ơi! Chưa được! Bình tĩnh! Cứ nào đây? Anh xin bại không? Mình xin bại hơi đánh kia! Bỏ tao ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra. Ok nào, ôi vào đi. 1, 2, 3, 4. Ơ, các bạn đã gì đâu?
Anh Tý ơi, Mị ơi, Mị kiểu lộn lộn đời sao ấy, cái này chưa có nến chưa? Là sao? Chưa có nến thôi, xin chào anh ấy, xong cái là em đi đọc cho anh nhé. Anh nhìn thấy giống anh không? Em biết đâu? Cái này là sáu đặt cuối mặt anh á. Đây là thằng nào? Anh đi! Sáu nó ở thấy mặt này cuối đi giống anh. Cuối đi giống anh mà. Vai. Ê, 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 mặt này giống giống vậy rốt cuộc vậy thì bây giờ vấn đề thì vậy là chúng mày làm sao, chúng mày xé quần áo tao ra cái này, chúng mày không muốn đóng phim nữa mà chúng mày mua bánh sinh nhật để làm gì? Mua bánh sinh nhật thì tặng sinh nhật anh đi này. Cái này xé quần áo ra đã chưa có tiền để mua quần áo lại cho anh vốn mà mọi người đi mua bánh sinh nhật không đi mua làm gì nhanh vậy, phải đặt trước 2 năm đi. Ừ. Làm sao 2 năm thì cái bánh này còn có thể nó phải đánh cái gì rồi. Điều. Cái bánh này bọn em mua bánh không có nến à? Đây đi nến. Cắm đi nào. Nhưng mà phải công nhận xấu thì giỏi nhỉ. Thì cái mặt này cũng giống rồi. Anh không thấy giống bốn mấy. Anh bốn đi. Chẳng có cái gì giống cả. Sao mặc áo này áo quần giống màu đấy. Anh mặc quần sơ vin đây. Quần gì mà lại quần màu xanh? Quần màu xanh sơ vin này. Quần màu xanh sơ vin đi. Đóng thùng ấy. Trông cô ngố đầu vào. Rồi thôi anh bốn, bây giờ thì cứ để cho giải quyết xong cái vụ này đã. Vụ quần áo lát mình tính sau đi. Cái này mọi người làm như thế rồi thì thôi mình báo định tính này đó. Báo đâu vào. Báo đâu. Ôi cái khổ cho bà nó. Cắm vào. Để ngay đây mọi người. Để ngay đây. Để anh kêu xong đốt nó. Lát nữa tính tội xem thằng nào mua cái này. Thằng nào lấy đâu tiền mua cái này nữa anh bốn ạ. Đúng rồi. Mày. Đúng rồi. Em to anh rồi. Mình tính sau. Ê! Ê! Chưa không? Stop. Mày thằng đã đuổi em đi lần trước em đập vào mặt anh bốn nhá. Liều thật. Hôm nay anh em đi là có quà hết rồi, yên tâm. Ừ, có quà. Quà to nhất đấy. Mày làm sao được mày giàu thế? Đánh xổ số à? Quà này à, cha ra nhà chứng khoán sàn cám lợn nhà cha ra mới lên giá bây giờ IPO đi, mới IPO Mỹ đấy. Chuẩn rồi. Nào. Ui, tắt rồi. Ui, không. Bỏ đây đi. Mày im mồm đấy. Nào, tôi chị ba. Ôi. Nào, đợi đây. Khóc à? Anh muốn khóc à? Anh muốn vừa khóc anh em ạ. Anh muốn xem đi. Xúc động quá. Xúc động đâu? Tặng quà của chú Sang. Giấy chùi. Sao nói chùi đi? Giấy cái gì? Không ghi tặng à? Không ghi. Quà ai đây? Quà ghi. Bây giờ ra một cái điều kiện trước, quà xấu là một đập. Đúng, một đập. Đây không được vậy, chưa đi mấy bạn đã chạy rồi. Con lợn. Con lợn này là bẩn rồi không? Hay là máu như này? Con lợn này là hết hạn sử dụng rồi. Hết hạn sử dụng đó cho anh. Uống được. Thôi cũng là quà đây. Em muốn quà đấy. Sao mày đóng gói ký vậy nhỉ? Còn bình nước này em mới mua. Đóng gói ký vậy xé mới được. Sao không có quà sao? Đưa đọc á. Đọc cái bánh sinh nhật mà. Chúc mừng bánh sinh nhật của em à. Anh bốn. Ờ đây rồi, đây rồi. Chúc mừng sinh nhật em. Này, quần cái quà này là mày của cha ra. Con cái quà này của bảy với cha ra tặng nhau đi tặng đi tặng lại rồi đây. Trong khi giao lần trước. Con này là của em. Hả? Con này là của em định mang đi nước ngoài. Sao là bảy mượn phải không? Mấy mượn thì toán tính chắc ra. Xong bây giờ thì lại đứa nào quà của quán nào. Anh lại mượn quà tỏ tình của cha ra để tặng anh bốn. Mấy nữa lại chuẩn bị đây, quà của em. Mày em có cái gì hơn đâu. Mày thì... lại có gì hơn. Tuyệt vời luôn. Đánh ộp này. Chúc mừng sinh nhật anh bốn. Ui dồi. Hai.
mẹ cái con này nhá. Cái con này là cái con ở trên phòng suốt ngày nằm ngủ nhá. Mặc yên, mặc anh bốn con này luôn. Đấy mà không có, không có. Không có cái gì mới à? Quà này hết chưa? Đây quà này mới giá trị này. Đấy. Không không cần lời chúc mừng hai bí làm gì. Bóc đây. Nghe sao vậy kia? Chắc 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 gì nữa. Yeah. Đủ chưa? Go. Ôi. Ôi. Ôi mới. Quá cả đống sốc luôn. Ôi cái này chị. Ôi ta nghe à. Xịn nhỉ. Cái này mấy triệu, mấy triệu. Ôi anh đang lắm tiền đấy. Mấy triệu. Em ơi, còn nguyên siêu. Em giàu thế. Nguyên siêu. Em có chính hãng đấy. Em có chính hãng. Mấy triệu phải không? Thằng Nam mày giàu phải không? Lắm tiền không? Gần 3 củ thôi. Gần 3 triệu. Ui, anh Nam giàu thế. Anh Nam giỏi thế. Này còn nguyên siêu anh em nhá này. AirPods của Apple nhá. Đủ. Đủ. Ê, Tata. Thằng thật đây. Đủ. Em có chính hãng nha. Xịn thế. Đừng ai xa. Ui, thật đấy. Ui, vậy là trong đây là có mỗi thằng Nam là ok nhất. Cái gì đó? Ê, anh cha đang có quà. Không, em ra không. Em mới cha ra để cuối cùng ấy. Còn ai tặng không? Anh Pha. Em chưa tặng. Anh Pha, mày không có quà cho anh à? Em có, tí đi. Quà của em ok mà, tao đúng. Anh Pha tặng chút gì? Bây giờ chúng mày. Đây, em thật ra là bố. Anh phải đọc chữ nhé. Chúc mừng SN chị 4 bơ phẹt. Kem ly nước hỏa. Kem ly nước hỏa. Mày không phải giỏi đâu em ạ. Nói thế nhỉ. Ta nghe anh đúng. Đây là cái mũ. Đây là cái mũ ở cái áo mà mình tháo ra. Con này nó đi tặng con kia. Một quái xúc nào mới tặng con cái này để làm gì? Còn như anh ai mày lấy ra tiền mày mua quà mới, trang phục mới. Ui, trang phục mới. Đẹp thế. Đẹp thế. Đưa mày lấy ra tiền. Đánh một trận, đánh trong đó em, đánh trong đó bốn rồi. Em lấy ra tiền. Em lấy ra tiền. Em lấy đấy ra tiền. Mày lấy ra tiền hả? Mày lấy ra tiền, mày trộm tiền của anh không? Không, em lấy tiền của anh, em lấy ra tiền. Mày lấy ra cái áo này. Em lấy ra tiền. Hả? Em muốn tiền mày. Mày lấy ra cái áo này. Em muốn tiền mày. Em muốn tiền mày em tặng. Mày lấy ra cái áo này, mày lấy ra. Em lấy ra. Hết tiền mấy cái áo. Đây là mình đang để dọn dọn bánh. Mình dọn dọn nữa rồi. Cái gì đấy mọi người, vô duyên vậy? Chưa ăn đâu. Còn trên này còn đẹp quá. Đây là lý do tại sao mày xé áo anh phải không? Trên này còn đẹp. Em đeo thử vào xem đẹp không nào. Ui được đấy nhỉ. Rộng giống là trông. Tất cái tất anh ạ, thiếu tất này. Tất xé cả tất của anh mà. Mừng sinh nhật thế anh. 64 tất anh. Ủa ra. Nó xé cả tất của anh ấy. Thằng nào xé tất này, nãy thằng nào xé tất. Thằng 4, thằng 6, thằng 7. Vậy giấu tất làm gì ở 6? Sao em không đưa luôn đi mà. Tất của em là tất màu đỏ, không thể hợp với tất của anh muốn được. Được. Em bảo anh muốn rồi này. Mày lấy ra tiền em bảo này. Vậy là đây là có một cái, đây là phá hoại tài sản có tổ chức. Đúng rồi, có tổ chức, bọn này có mục đích. Có mục đích rồi. Đây là vi phạm nặng này. Bọn này phải cho ra tòa hết. Mày chúc mới ta cho mày ra tòa. Anh đánh đi anh. Đổi ừ. Các bạn các bạn nhá. Nhưng mà từ từ, hãy còn thiếu quà. Ê, sao nào, anh Pha đứng ra ngoài. Sao đội này lại phải tổ chức riêng nữa nhỉ? Ý tặng quà riêng đi nhỉ? Quà đi cặp không? Tiền. Cái gì vậy? Tiền. Này, sao tặng này chuối? Này, ba đã cho mày biết. Chúng mày biết ngày hôm nay là ngày gì không? Này, tao không ngờ chúng mày lại láo thế như thế. Này, các gì mẹ em đang tặng đồ cúng cho anh đấy không? Bây giờ là cái này là tại vì hai đứa em không biết tặng gì hết nên là bọn em
cứ lấy tặng cái này tặng trước đi, còn cái mấy kia tính sau. Này, chúng mày không phải cái kiểu ấy đâu. Chúng mày biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Ngày 15. Ngày 30 tháng 8. Ngày 15. Lịch dương, lịch âm là ngày bao nhiêu mày biết không? 15. Mày biết. Biết làm gì? Ngày hôm nay là ngày lễ bao hiếu. Bỏ cái cây xuống. Bao hiếu. Chúng mày bây giờ hơi bị ồn láo rồi. Mùi thơm phết. Cút ra. Mùi hoa ấy, thơm phết. Tao giờ tao. Ô, anh chê quà của em à? Này. Ô, vừa rồi anh muốn chơi đội mũ nha. Chê quà. Vừa rồi chơi đội mũ thổi lên nha. Cất quà đi. Không thèm. Cất quà. Cất quà nào. Anh vẫn không có anh. Cất quà đi. Không. Không thèm. Đấy là đội mũ. Chúng mày đi, chúng mày làm sao? Không sao, bình thường à. Tại sao lại tặng chuối? tặng thì không biết. Dưa đỏ thì không sao, nhưng mà lại chuối lại còn hoa không? Hoa kia nữa kìa. Em tặng dưa đỏ bình thường. Dưa đỏ ăn cho nó đỏ ấy. Hai. Đây là hoa cúc nhá, hoa cúc thường thường là người ta để làm gì mà biết đâu. Không biết. Cũng phải bỏ đấy. Vậy thì bỏ qua cái đấy đi, lại tặng cái này đi. Cái đấy tặng cái đồ à? Tại sao? Cái ăn người ta, mày biết ý bài chuối là như thế nào, phải như thế nào mới được ăn này. Mày muốn cho anh bố anh ăn này ăn chuối à? Nhưng mà chuối đấy chuối chín mà. Chuối xanh mới sợ chứ. Chuối chín chuối xanh thì đúng không sao? Anh cắt bánh đi. Chuối xanh mới lo. Quan trọng là bài chuối. Ui đẹp thế. Ui đẹp thế. Mọi người ơi, từ lúc nãy giờ thì cháu cũng xúc động quá, nhưng mà giờ cháu xin phép được khóc với các chú nhá. Các chú nào? Chú nào? Các cô, các anh, các chị nhá. Khóc à? Khóc to lên. Khóc quá. Nhảy bắt nha. Anh bốn. Hai. Ba. Chưa đã. Nào, xúc động thật đấy. Chúc mừng mẹ chưa hát đi tập về xuống nó mà chê đấy. Tôi ra rồi. Cảm ơn Bi. Cảm ơn em đã thương anh. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Quấy quá. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tổ chức sinh nhật cho em. Em xúc động quá, em khóc rồi. Xúc động quá, khóc rồi. Xúc động quá. Ôi, xúc động khóc rồi. Nhanh ấy, nhạt nhẽo vậy thôi à? Quá quấy nhiều quá, quấy nhiều quá, ngoài lắm nhảy. Bọn em tổ chức sinh nhật cho anh có quà gì cho bọn em ơi. Má em. Xúc động ơi. Này, bữa tiết cáo thôi. À, mới thì lát nữa em tự giặt đi. Mày chúc mày giặt đi nhá. Ok luôn. À, ok luôn đấy. Đúng rồi, nó ok luôn. Đúng rồi. Nhưng mà em phải giặt quá đi. Là tuyệt vời. Cắt bánh đi. Cắt đi, cắt đi. Anh cắt đi. Anh ơi. Nhé. Cái áo lên mới được. Cái áo lên mất. Cho em cái dung điện đi. Cho em cái mắt đi anh. Em cái áo. Em làm. Cho em cái dung điện. Em bằng váy. Ủa đá cũng nhiều nghe em vậy. Đá cỡ. Để uống nước đấy. Nói. Nào con miệng. Sao cắt bé thế? Ê. Ủa anh. Ngon nhất. Nào, đi bổ cửa áo. Cứ đứng.
Ây xì. Ăn thịa đi anh mê lên. Này, này. Cho Húc Vy cô ăn. Bí anh với em nói. Húc Vy bố không? Vãi trời ơi. Rồi, nước đưa xúc lên đấy. À, tàu ôi trời. Nước đưa xúc lên đấy. Rồi, xúc lên. Anh em muốn từ từ nha nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Ui, bánh ngon rồi đấy. Tôi lắm. Ôi dồi. Một cái tay quán. Ai uống nước không? Em. Em anh. Bao phải. Anh cho em. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Ngon lắm. Em mua đi. Mày nó phét. Em đặt trước 2 năm đi. Người ta mới làm đi. 2 năm đặt 2 năm. Vâng, đặt trước 2 năm đi. Người ta mới làm đi. Mày lên tối. Mày nói phét. 2 năm thì bây giờ nó hết rồi ôi. Mày bốc phét thì bốc phét nó vừa thôi. Bốc phét thì phải có chừng mực chứ em. 2 năm người ta mới chuẩn bị đủ nguyên liệu. Đúng rồi. Đừng ngon bốc phét nữa, bốc phét ít thôi. Thì ăn này, ai ăn thì ăn này. Anh đến. Ông nhận là bánh sinh nhật lâu mà ngon phết đi rồi. Ông không đá gấu gì hả mọi người? Chú nước, nước à? Nước nè. Đó, à, cũng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ăn. Ừ thì nó mà anh quay nghệ thuật mà. Ăn vai diễn rồi. Nhìn nè. Chống mặt. Cái ăn thoải mái thì tự nhiên vui tư. Ngon áp mọi người. Bé bảy ăn bẩn nè. Bé bảy ăn bẩn lắm. Trẻ lên trẻ. Ê mà trả ra cái gì luôn. Trẻ người ta. Trả ra còn ở bẩn hơn. Đó ở bẩn hơn nhau mà. À trả ra cái gì mà. Mày bên mình mà cha đang ở bên hơn. À, đúng rồi. Anh ơi sai. Anh em mày ăn mạnh lên em. Mạnh lên ăn mày liên tục đây. Chúc liên tục cho anh em ạ. Rồi đấy là chúc mừng sinh nhật anh ấy, nó phải ăn nhiều thôi. Ngon không? Thử nói không ngon thì em. Không ngon. Thử nói em. Nó quay. Ngon đâu. Nó quay. Không một gật. Thôi anh đi. Ngon đâu. Ê. Ngon đấy. Ăn đi. Thôi bác. Hết bánh luôn đấy nhở? Ngon nhỉ, bánh cũng ngon nhỉ. Thay nó bảo là kéo đồ dưới mình kéo đồ dưới bỏng tay luôn. Ngon quá. Ôi, kéo. Ngon. Cứ bộ làm nó bắn vào lên trên kia thôi. Không, đây chú không biết kéo ấy. Ở đây không có cái dây này đâu mà chú giật cái dây này. Chú biết à, bơi đi. Giật thì nó chạy xuống dưới. Chú ơi, nó chạy mà. Bơi luôn đầu trên. Nó chạy nó ra mà. Bơi luôn đầu trên. Bơi ở đâu thì quái ra đấy. Bơi luôn đầu nào thì nó chết cũng chẳng nói. Đâu lần trước chú kéo là quái nó ra đầu một dạy nữa. Cứ, không có chuyện đấy đâu. Kéo ra chú. Em lừa chú Mích. Em lừa chú Mích, chú Mích tí quay. Biết gì mình bỏ vào bao nhiêu bao nhiêu mình bỏ vào là mình bỏ là đồ đấy nhưng mà bao nhiêu ở đây bao nhiêu trái tiền bao nhiêu một lần chưa chả nhất là không theo những điều ăn bốc ừ. Thế đông người quá mình cũng chẳng ăn quê đó ai ngờ đúng như gì qua đây là chú mới cầm mò ở sát tay cũng gì thôi đấy vừa rồi còn bảo đấy vừa con mới bảo mà cái con nó ra cái quầy. Anh cởi cái đây anh không ăn đúng không? Ba này là cũng thế giới.
ăn vậy nó mới kinh. Gì đó chán rồi. Thôi nhìn pai nhìn chán rồi đó chú. Không hiểu kiểu gì luôn. Là vãi trưởng các bạn ạ. Đôi phẹt cái nhỉ. Trời ơi, chúng nó ăn vai giả đảo cho anh nha. Ê, bố này là có quần áo mới nhá, có mặt nạ mới rồi nhỉ. Ăn bố, ăn chuối nhà mọi người, ăn chuối rồi. Ăn chuối không? Em mặc không biết luôn. Chuối của hai đứa chúng mày, mới lệ dưa hấu của hai đứa chúng mày. Đúng rồi. Anh ăn mày làm gì đấy? Biết, biết, biết. Tôi nhanh nhỉ? Buồn quá. Đây là phép của anh một cú đâu rồi. Ai lên đi, lên đi. Mặt nó ngửi rồi chứ. Ủa phải nghe. Tôi này mang chặt cả mấy con gấu bông nữa kìa, gấu bông nữa kem kìa. Mày học hành bú láo rồi đó, học với câu đẳng cấp. Anh không muốn cái câu ấy rồi hả? Có cái nịt anh đó mà giờ. Anh cái miền Hàm căn cứ vào đâu mà bảo anh nó có nịt? Có cái nịt. Học cho con lúc đi hết. Mày đừng có đi đóng kín đâu anh muốn. Muộn rồi. Em đi về đây, tuần này đóng kín gì nữa. Không đóng kín nữa. Con này phá hoại. Chúng mày phá hoại của tôi nhá. Lấy mất cả bao nhiêu việc. Con này còn bắn được không? Bắn nốt quả đấy. Bắn cho anh 4 kinh đi. Cứ để xem nhờ bên chuyên gia. Ừ, cãi chuyên gia. Đấy, chỉ đấu lên. Tôi bị bóng. Anh Phan nó có kinh nghiệm trong nghề rồi. Nó đi. Cái này rồi mà lại nghe ra rồi lại kêu khóc nhá. Không, nó không nói rất rồi chứ. Không, lần trước em rất rồi. Rất thì nó nổ ở dưới đấy. Dưới nổ thế này. Không, lần trước cháu cầm như này để không phải nổ, không phải nổ này đâu. Nào, cứ chân đi. Nổ đâu, trên này, dưới này. Dưới này. Bẩn vãi. Mày gọi ra đi. Rửa nó. Đi đâu mày bẩn mày. Rửa nó đi. Em cầm đây, cầm cái đưa cho đưa đấy, cầm đưa đấy. Đúng rồi. Đấy. Đúng vậy nha. Đúng rồi, đừng đứng đi bạn. Yeah. Đấy, em chạy lùng quanh nhà. Mày đúng là báo mà. Báo mà. À. Quay cho đi về đi. Nhưng mà có báo rồi. Nó có. Báo vừa luôn. Ngoài đồ náo nó rồi. Nó một sạc rồi bạn. Mày cơm ơi. Nè. Kệ nó. Như mùi thuốc pháo. Con này cả ai từng nghĩ. Trời ơi, kinh quá. Chiếu tôi. Phải kinh lắm. Người khoái nhỉ. Sao đau ghê. Quá lạ luôn ơi. Cái này chém luôn. Quá vừa thôi. Mấy quả này hết rồi. Nếm nó đâu đấy nhau. À, chúng mình à, trực thăng đâu rồi nhỉ? Trực thăng đâu rồi nhỉ? Giải cứu đi, đang ở đảo băng nhá. Ê, cứu đây. Máy bay ơi, cứu hộ đi. Ném vào độ kia sợ đi. Này. Nổ cho mày đó. Nổ đây. Ok. Bây giờ thì anh em mình đi giặt quần áo với anh Bốn nhỉ. Đúng rồi, nhưng mà trước đi giặt quần áo thì chúc mừng sinh nhật thì phải có cái gì để tặng đi chơi tiết mục văn nghệ gì chứ. Văn nghệ anh em ơi, vào mình nhảy nha. Tất cả anh em.
Tao tặng anh bốn đi. Rồi, ở đây. Thôi em đi về đây. Mày phải ở lại đây cho phải làm cái gì nhiều nhất này. Anh phát vậy đi. Mọi người nha. Nào anh em chuẩn bị cái gì cơ? Nào xếp hàng vào đi. Đấy đây. Nào. Nhảy 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 xuống sinh nhật đó. Chúng biết làm gì đấy. Lại lấy lại quà đấy à. Chuẩn bị sẵn đã biết đấy. Chúng ta bây giờ. Nhảy 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 đi. Nhảy nhảy nhảy. Được chưa anh em? Nào anh em bình tĩnh. Xếp hàng vào nhảy nào. Xếp hàng đi. Chúc mừng sinh nhật tao phải nhảy chứ. Được chưa? Anh em nhảy cái bài mà hôm trước đi Đà Nẵng anh nhảy đấy. Ừ đúng rồi nè. Năm mau mau. Mau. Này như nào. Được chưa anh dùng mic đâu. Tháo đúng rồi. Nào. Xếp hàng vào. 1, 2, 3. Bắt đầu nhảy nào. Mày phá của tôi nhá. Yeah. Mày em mày, mày, như người rừng ấy. Vừa thôi nhá. Như người rừng ấy. Để gọi nó đây. Đừng có mà ăn muốn kiểu quá đây. Đứa nào? Đấy đây. Đứa nào? Nào nhảy tích kình lên đi. Mọi người. Nhảy đi. Nào. Đứa đấy. Nhảy nào. Chúng mày không chúc một sinh nhật ai không? Nhanh lên. Chúng mày có chúc mừng sinh nhật ai không? Tính ra. Nào. 1. Đạp phát rồi. Nhảy nhanh lên. 1. Mày nữa đấy. Nhảy nhanh. Nhảy. Đinh 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 đinh. Đúng rồi. Nhảy đi. Mày mới là thằng nhảy nhối. Nào mọi người ơi. Nhảy cái bài của mấy thằng ở đám dịch đấy. Cái gì nào mọi người. Nhanh lên. Thống nhất đi, tự thống nhất đi nhảy nhanh lên. Không phạt đấy. Phạt cái tội làm rách áo của anh bốn. Không nói nhiều nhanh lên nào. Cô này đưa không nhảy, làm lăn đây ta phụt. Nhảy nhanh lên, nhảy đi làm hoàng mà. Nhảy. Thằng nào nhảy không may vẫn này là nằm lăn ở đây á. Nhảy sôi động lên. Nhảy sôi động lên. Nhảy sôi động lên. Nhảy tiếp bên lên, nhảy lên. Đi vậy mà, đi mà. Anh Phạm đi à? Bộ này nhảy không có chuyên nghiệp cho nào hả? Anh nhảy đi. Anh mà nhảy với bơ phật luôn. Anh nhảy đi. Anh nhảy đi. Nhưng mà chúng mày trước một sinh nhật ai chúng mày phải nhảy chứ. Chưa nhảy. Anh nhảy đi. Nhảy chứ, để Pháo nhảy chứ một bài hả? Ok. Con thì sẽ ra anh bốn. Bốn, 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 bốn. Bốn nhau đúng thì bà thì bốn. Lúc lên bờ, bốn lấy cái là chùa, nó thêm. Tiếp tục. Xong rồi, nhảy nhảy nhảy. Úc Vi này, Úc Vi này, bà nhảy nhanh. Uầy, đi ra ra nhìn này. Nhảy nhảy. Được, nhảy đi. Nhìn lên. Nhìn lên. Nhảy cái này. Cái này nhá. Không biết nhảy không? Nhảy cái nào mà không cười. Nhanh. Mày sắp mày nhảy đi. Mày với cha ra cùng nhảy đi. Nhảy lên, chui vào, nhảy kệ. Kiểu vui là cha là hôn nhau cái gì đó thì kệ. Không cần biết, cứ biết là thể hiện một cái gì đó. Mày tự thống nhất, giải thích nhiều thế nhỉ.
cái gì em nhảy xong rồi em nhảy đây. Như thế này. Đứng trước đi, anh đứng sau. Ừ, nhảy nhá. 1 2 3. Chúng mày nhảy không hay bằng con hút ghi bé kia. Chúng ta để cho nó nhảy. Nhưng mà nó nhảy rồi, cái chúng mày phải nhảy chứ. Em cũng nhảy rồi mà, đấy mà nhảy xong. Đúng rồi. Chú Minh nhảy đi. Chú Minh mới là người phải nhảy. Và được cái cô. Chú Minh nhảy đi chú Minh. Nhanh lên rồi đi về. Ai chứ vậy không vậy? Ai chứ vậy? Ai sai chứ vậy phải không? Nhảy riêng cơ. Ừ, ok. Cherry cherry lady đi. Yeah, xe ra xe đi. Xe bục lốp, xe không bục lốp. Đây là đi bộ đây. Yeah. Được chưa anh ba? Được chưa anh ba? Được chưa anh ba? Được một là hai đứa cùng nhảy, hai là một đứa cùng nhảy. Đấy hôm nay là có hút ghi là sung nhất rồi. Ba nhảy đi. Chờ chờ. Action. Action action. Nhảy gì vậy? Thôi. Chán lắm. Không thể hiện được cái gì cả. Như mà mình cứ hàng này. Ừ, chơi. Chơi đi. Chơi đi. Anh bốn nhảy đi. Anh bốn nhảy đi, anh bốn à. Nhìn anh nhảy đây. Tinh tinh tinh. Ê, không phải chưa nhảy. Sai rồi. Đi chân nát đi đây. Tinh Đi nào, anh trái 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 đi nào, anh của anh bốn, phá mặt nạ của anh bốn. Nhìn khoan, phá đồ của anh bốn là tự hào lắm mà khoe. Đây chắc là mày lại lấy tiền của anh không? Nhưng mà thôi hôm nay anh chấp không chấp mày nữa. Đúng rồi, anh là không được chấp em. Dù em đấy. Clip của mình đến đây kết thúc cho mọi người ơi. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Bye bye. Bye bye anh em nhé.
nhuộm.